tác phẩm trần nhân tông phó giáo sư tiến sĩ lê cung chủ biên tiến sĩ trần thuận thạc sĩ hoàng chí hiếu nhà xuất bản thuận hóa ấn hành người đọc liên xuyến thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện Lời giới thiệu. Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, triều đại nhà Trần, năm 1226 đến năm 1400 là một trong hai triều đại vững bền nhất với những võ công, văn trị hiển hách. Có được như vậy là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của các vị vua Trần, nổi bật nhất là vua Trần Nhân Tông. Nhân vật được xem như là ngôi sao sáng chói trên bầu trời đại việt thế kỷ thứ 13. Bởi một lẽ dễ hiểu là sự nghiệp vua Trần Nhân Tông đối với dân tộc nổi hẳn lên trên cả ba lĩnh vực: giữ nước, dựng nước và mở nước. Trong ba cuộc chiến tranh vệ quốc chống đế chế Mông Nguyên xâm lược diễn ra dưới triều Trần, thì hai cuộc đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của vua Trần Nhân Tông với tư cách là người đứng đầu đất nước và dân tộc ta đã giành được thắng lợi vẻ vang thắng lợi này đã thủ tiêu một cách triệt để tham vọng xâm lăng đại việt của triều nguyên để non sông muôn thuở vững âu vàng đồng thời có ý nghĩa thời đại hết sức sâu sắc về sự nghiệp dựng nước đóng góp của vua trần nhân tông được thể hiện nhiều trên lĩnh vực đặc biệt là trên lĩnh vực văn hóa trong đó sự thành lập và hoạt động của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử được xem là tiêu biểu nhất. Ngày nay, những di sản vô giá của thiền phái này kể cả vật thể và phi vật thể đang được nhân dân ta kế thừa và phát huy. Về mở nước, sự nghiệp của vua Trần Nhân Tông ghi một dấu ấn hết sức đậm nét trong công cuộc nam tiến của dân tộc ta. Đặc biệt là đối với Thừa Thiên Huế, chính nhờ trí tuệ bác nhã và sự dấn thân của vua Trần Nhân Tông mà Đại Việt có thêm hai châu ô lý vua ngàn dặm. Thừa Thiên Huế hân hạnh có viên dự lớn lao được khai sinh từ những dấu chân của vua cha Trần Nhân Tông và con là công chúa Huyền Trân. Thể hiện truyền thống đạo lý, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc đồng thời để thiết thực kỷ niệm 750 năm ngày sinh của Đức Vua Trần Nhân Tông năm 1258 đến 2008 và kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, Hà Nội 1010 đến 2010 được sự đồng ý của lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 2206 tại núi Ngũ Phong, phường An Tây, thành phố Huế công ty cổ phần du lịch Hương Giang đã khởi công xây dựng trung tâm văn hóa huyền trân gồm đền thờ công chúa huyền trân và tháp chuông hòa bình và đền thờ đức vua trần nhân tông cho đến nay trung tâm văn hóa huyền trân đã thực sự trở thành một trung tâm văn hóa du lịch tâm linh đã thu hút du khách trong nước và quốc tế đến tham quan và chiêm bái ngày mỗi đông hơn thực sự góp phần nâng cao vị thế thành phố huế với tư cách là một thành phố festival của cả nước Điều bất ngờ mà như là tất yếu là trong quá trình xây dựng đền thờ Đức vua Trần Nhân Tông, chúng tôi hân hạnh được tiếp cận bản thảo tập sách Trần Nhân Tông: Cuộc đời và sự nghiệp do Phó giáo sư Tiến sĩ Lê Cung chủ trì biên soạn. Nội dung sách góp phần làm sáng tỏ nhiều mặt về sự nghiệp của vua Trần Nhân Tông đối với dân tộc nói chung, nhân dân Thừa Thiên Huế nói riêng. Với lần xuất bản này, tập thể tác giả đã hiệu đính và bổ sung, làm cho nội dung cuốn sách trở nên phong phú và xuất tích hơn. Hy vọng cuốn sách sẽ góp phần quan trọng trong việc chuyển tải khuôn mẫu và hình tượng Trần Nhân Tông vào tâm thức và hành động của mỗi con người dân Việt Nam chúng ta. Trong dòng suy nghĩ đó, chúng tôi trân trọng giới thiệu với bạn đọc tập sách Trần Nhân Tông, Cuộc đời và sự nghiệp, lập xuân canh dần năm 2010. Nguyễn Hữu Đông, Trung tâm Văn hóa Huyền Trân nói Ngũ Phong, 151 Thiên Thai, phường An Tây, thành phố Huế. Thay lời mở đầu. Sau cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, đất nước tạm thời chia đôi. Làng tôi ở phía Nam Vĩ tuyến 17, chừng 40 cây số, tính theo đường chim bay làng tôi dân đông nhất xã mà không một lớp học dù là lớp vỡ lòng mấy cụ trong làng vận động xin mở trường để con em được học được năm ba chữ nhưng trường lớp chẳng có nên buổi đầu làng mượn nhà cụ thân sinh tôi để lớp học được khai giảng năm sau số học sinh tăng hơn lớp học phải dời về đình làng lớp học đang triển khai thuận lợi thì đột ngột dừng lại không chịu để cho con em mình thất học làng vận động mở trường tư thục mà thầy giáo là người được tiếng hay chữ nhất làng lúc bấy giờ. Nói là trường nhưng học tại nhà thầy. Chỉ có một thầy nhưng cùng một lúc có đến ba bốn lớp. Từ lớp một cho đến lớp bốn, tôi vào học lớp ba tại đây. Và cũng chính tại ngôi trường làng này, nhiều bài học lịch sử, nhất là về gương sáng cá nhân trong lịch sử. Được thầy tôi giảng rất kỹ như hưng đạo vương với niềm tin mãnh liệt của bậc khanh tướng trước hãy chém đầu thần rồi hãy sau hải hàng trần quốc toản với hình ảnh bóp nát quả cam trong tay lúc nào không hay biết vì khát vọng được tham gia giết giặc lập công trần bình trọng với câu nói của bậc trung liệt ta thà làm ma nước nam chứ không thèm làm vương đất bắc phạm ngũ lão ngồi đang sọt mà lo việc nước trần khắc chung uy vũ bất năng khuất mạc đỉnh chi bần tiện bất năng di hơn hết là trần nhân tông với hình tượng thương người như thể thương thân có cả những bài hát được thầy tôi tập cho cả lớp như hội nghị Diên hồng bạch đằng giang sau này tôi mới biết là nhạc của lưu hữu phước tất cả đã tạo cho thế hệ trẻ chúng tôi lúc ấy một sự hăng say hứng thú trong học tập đó là cái thời tóc để chởm về sau khi là giảng viên đại học, nhất là thời gian tập trung thực hiện luận án tiến sĩ với đề tài Phong trào Phật giáo Việt Nam miền Nam năm 1963. Dù đã có trong tay với một khối tư liệu lớn, cả tiếng Việt và tiếng Anh, liên quan trực tiếp phong trào, nhưng tôi thật sự băn khoăn khi lý giải về sức bật của phong trào này trước chế độ bạo trị Ngô Đình Diệm vấn đề này để được giải quyết một cách thỏa đáng không thể không nghiên cứu tìm hiểu về sự gắn bó của phật giáo việt nam trong tiến trình lịch sử dân tộc từ khi du nhập cho đến thời đương đại rồi từng bước nghiên cứu giúp tôi hiểu vì sao ở thời trần xuất hiện nhiều con người với hình mẫu trượng phu như đã nêu hiểu thêm nữa vì sao lý nam đế dựng chùa lớn và đặt tên là chùa khai quốc khi đất nước còn đấu tranh giành độc lập rồi những thiền sư tài đức song toàn như Ngô Chân Lưu, Đỗ Pháp Thuận, Vạn Hạnh, những cư sĩ Phật tử lừng danh như Lý Công Uẩn, Lý Thánh Tông, Trần Thái Tông, Tuệ Trung, Thượng Sử. Nổi bật hơn cả là Trần Nhân Tông, vị Hoàng đế Anh Minh, một thiền sư lỗi lạc. Và chúng tôi đã có thêm cơ sở để giải đáp một cách thỏa đáng vấn đề đã được đặt ra. Thời gian càng đi tới, khi càng cố tìm đọc những trang viết về trần nhân tông của nhiều học giả trong và ngoài nước tôi càng nhận thức sâu sắc hơn về sự nghiệp vĩ đại của trần nhân tông đối với đất nước lại càng khâm phục hơn một người con của dân tộc khi quyền uy đến tục đỉnh mà đã rũ bỏ một cách nhẹ nhàng để khoác vào mình chiếc áo cà sa đi khắp chốn thôn khuyến khích dân chúng thực hiện giáo lý thập thiện và vẫn một lòng trăn trở về tiền đồ của dân tộc một số bài viết của tôi về sự nghiệp của trần nhân tông được công bố trên các tạp chí xuất phát từ những suy tư như vậy chúng tôi càng được động viên hơn nữa là trong những năm gần đây một số hội thảo khoa học yên tử được tổ chức nhằm làm rõ sự nghiệp của trần nhân tông đặc biệt là nhà nước đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi trong việc trùng tu tôn tạo thắng cảnh yên tử quảng ninh và sắp tới đây Ngày 26 và 27 tháng 11 năm 2008, được sự đồng ý của nhà nước, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Viện Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức đại lễ tưởng niệm và hội thảo khoa học Đức vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông, cuộc đời và sự nghiệp nhân 700 năm ngày nhập Niết bàn năm 1308 đến 2008 tại Quảng Ninh. Tại Thừa Thiên Huế, từ năm 2006 để tiến tới kỷ niệm 750 năm ngày sinh của Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông năm 1258 đến 2008 và 1.000 năm Thăng Long 1010 đến 2010. Được sự đồng ý của lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, công ty cổ phần du lịch Hương Giang đã đầu tư giai đoạn 1, xây dựng đền thờ công chúa Huyền Trân và tháp chuông Hòa Bình tại núi Ngũ Phong, vườn An Tây, thành phố Huế. Công trình này đã được khánh thành vào ngày 26 tháng 3 năm 2007. Tiếp theo, công ty được phép tiếp tục đầu tư giai đoạn 2, xây dựng đền thờ Đức Vua Trần Nhân Tông và đúc pho tượng Trần Nhân Tông bằng đồng nguyên chất, cao 3 m nặng 2.000 kg. Công trình này đã được khánh thành vào dịp đại lễ kỷ niệm 750 năm ngày sinh của Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông năm 1258 đến 2008. Cả hai công trình này đã thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng tôn vinh của nhân dân thuận hóa trước đây và thừa thiên Huế hiện nay đối với Đức Vua Phật Trần Nhân Tông. Thực sự góp phần nâng cao vị thế thành phố Huế với tư cách là một thành phố festival của cả nước và chắc chắn sẽ tạo ra một trung tâm du lịch văn hóa tâm linh thú vị, hấp dẫn khu du khách trong và ngoài nước. Những công đức từ Quảng Ninh đến Thừa Thiên Huế đã tỏ rõ lòng tôn vinh vị vua Phật Trần Nhân Tông của hàng triệu triệu người Việt Nam. Cuốn sách này được thay ngán và ra mắt độc giả với tấm lòng đó. Được xem như một nén nhang để tưởng nhớ một ngôi sao sáng rực trên bầu trời Đại Việt ở thế kỷ thứ 13. song trong trước, tầm cao của vị vua Phật Trần Nhân Tông. Nội dung sách không tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế rất mong quý độc giả hoan hỷ lượng thứ. Nhân cuốn sách được đến tay bạn đọc, tập thể tác giả xin chân thành cảm ơn công ty cổ phần du lịch Hương Giang đã tạo điều kiện thuận lợi cả về mặt vật chất và tinh thần đối với tập thể tác giả trong quá trình tổ chức biên soạn và in ấn tập sách này. Xin cảm ơn nhà xuất bản Thuận Hóa đã có những quan tâm thích đáng để sản phẩm tinh thần này nở đúng hạn kỳ. Cuối thu Mậu Tý năm 2008 Chủ biên Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Cung Lời tựa tái bản Cuốn sách Trần Nhân Tông Cuộc đời và sự nghiệp Bạn đọc đang có trên tay đã được xuất bản vào dịp Đại lễ tưởng niệm Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông và Hội thảo Khoa học Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông Cuộc đời và sự nghiệp Nhân 700 năm ngày nhập Niết Bàn năm 1308 đến năm 2008 do Giáo hội Việt Phật Giáo Việt Nam và Viện Khoa học Xã hội Việt Nam đồng tổ chức tại Quảng Ninh ngày 26 và 27 tháng 11 năm 2008 và lễ khánh thành đền thờ Đức Vua Trần Nhân Tông tại núi Ngũ Phong, phường An Tây, thành phố Huế ngày 7 tháng 12 năm 2008. Cuốn sách được xem như một nén nhang để tưởng nhớ một ngôi sao sáng rực trên bầu trời đại việt ở thế kỷ thứ 13 của tập thể tác giả. Khi cuốn sách được ra mắt bạn đọc, chúng tôi nghĩ rằng nếu được tái bản thời gian chắc sẽ dài hơn. Nhưng điều bất ngờ đối với chúng tôi là cuốn sách đã được đông đảo các tầng lớp xã hội nhiệt tình đón đọc, từ những nhà hoạt động chính trị, xã hội, tôn giáo, các nhà giáo dục, những người làm văn hóa đến các bạn sinh viên, học sinh cả những người dân bình thường đặc biệt là du khách trong nước và quốc tế khi đến tham quan và dân hương tại đền thờ đức vua phật hoàng trần nhân tông tuy nhiên chúng tôi không xem đây như là một thành công của cuốn sách mà hiểu rằng có được như vậy chính là sự ngưỡng mộ của bạn đọc đối với sự nghiệp hiển hách về nhiều mặt của đức vua phật hoàng trần nhân tông với dân tộc âu đó cũng là chung cùng sự suy tư như tác giả vậy và chúng tôi xem đây chính là hạnh phúc đích thực của người viết. Những suy nghĩ trên đây đã thôi thúc chúng tôi tập trung thời gian của những ngày giáp Tết canh dần năm 2010 để hiểu đính và bổ sung thêm nhằm làm cho nội dung cuốn sách tương đối được phong phú và đầy đủ hơn, kịp thời phục vụ bạn đọc vào dịp lễ hội Huyền Trân vào đầu xuân canh dần mùng 9 tháng Giêng âm lịch, ngày 22 tháng 2 năm 2010. Nhân cuốn sách được tái bản, tập thể tác giả xin chân thành cảm ơn những đồng nghiệp, những bạn bè đã trực tiếp hoặc gián tiếp góp ý để lần xuất bản này giảm đi những hạn chế so với lần xuất bản đầu tiên. Xin cảm ơn Trung tâm Văn hóa Huyền Trân và nhà xuất bản Thuận Hóa đã có những quan tâm kịp thời cho lần tái bản này. Những ngày giáp Tết canh dần năm 2010, chủ biên, phó giáo sư tiến sĩ Lê Cung Chương 1 Tuổi trẻ Trần Nhân Tông Trần Nhân Tông tên Húy là Trần Khâm, con đầu của vua Trần Thánh Tông, sinh ngày 11 tháng 11 năm Mậu Ngọ, tức 7 tháng 12 năm 1258, niên hiệu Nguyên Phong thứ 8 năm 1258. Theo Đại Việt Sĩ, ký toàn thư, lúc sinh ra trần nhân tông có hình tướng như được tin anh thánh nhân thuần túy đạo mạo sắc thái như vàng thể chất hoàn hảo thần khí tươi sáng hai cung đều cho là lạ gọi là kim tiên đồng tử trên vai bên trái có nút ruồi đen cho nên có thể cán đáng được việc lớn giải thích về căn nguyên hình tướng của trần nhân tông thánh đăng ngữ lục viết Tư Hoàng thái hậu Nguyên Thánh mơ thấy người thần trao cho hai cây gươm bảo, thượng đế có lệnh cho ngươi tự chọn. Thái hậu bất chợt rất vui, bỗng lấy được gươm ngắn do thế mà có mang. Ở đây một vấn đề mà chúng ta cần lưu tâm là trong các vị vua triều Trần, duy nhất chỉ Trần Nhân Tông được giới sử học bấy giờ ghi nhận có tướng lạ. Thông qua huyền thoại về cội nguồn siêu nhân của Trần Nhân Tông, Huyền thoại vừa đề cập đến thanh kiếm được Hoàng Thái Hậu Nguyên Thánh chọn, vừa mô tả hình tướng màu vàng rồng của Trần Nhân Tông lúc mới sinh. Thanh kiếm phản ánh tài thao lược chiến trận, uy đức của Bậc Thiên Tử, màu vàng để chữ để chỉ sự tu chứng đắc đạo của Trần Nhân Tông. Cố nhiên, việc huyền thoại hóa Trần Nhân Tông là việc về sau. Song ở đây huyền thoại đã rất khách quan. Suốt thời gian mang thai, cuộc sống của hoàng thái hậu nguyên thánh vẫn diễn ra bình thường không có một quan tâm gì đặc biệt đối với việc bảo vệ thai nhi dù rằng thời bấy giờ ở nước ta việc bảo dưỡng thai nhi đặc biệt là giới thượng lưu đã trở thành một tập quán quen thuộc và phổ biến thánh đăng ngữ lục cho biết trong những tháng dưỡng thai bà không lựa chọn các món kỵ thai nhà bếp dân gì liền ăn mà thai vẫn không bị hư tổn thái hậu biết là mình có nơi giúp đỡ khi lớn lên trần nhân tông được vua cha đặc biệt quan tâm giáo dục để chuẩn bị cho việc kế tục sự nghiệp lãnh đạo đất nước sau này sử chép vua trần thánh tông chọn người nho học trong nước người nào có đức hạnh sung vào hầu đông cung tuệ trung thượng sử lê phụ trần nguyễn thánh huấn nguyễn sĩ cố những văn thần và võ tướng tiêu biểu của triều đại đều là thầy học của Trần Nhân Tông. Ngay cả bản thân vua Trần Thánh Tông cũng đã soạn di hậu lục để dạy con. Điều này cho thấy ở buổi thiếu thời, Trần Nhân Tông đã được hấp thụ một nền giáo dục hết sức rộng rãi với một tinh thần cởi mở, kết hợp kiến thức khoa học với văn chương, quân sự với âm nhạc. Theo Thánh Đăng Ngữ Lục thì, điều ngữ tính thông minh, đa năng, hiếu học, xem trải mọi sách, thông nội ngoại điển. Trong lời đề từ cho bức tranh Trúc Lâm Đại Sĩ xuất sơn đồ, Trần Quang Chỉ cho biết rõ ràng hơn về những gì mà Trần Nhân Tông đã được nuôi dạy lúc còn trẻ. Khi lớn, ngài học thông Tam giáo và hiểu sâu Phật điển, ngay cả thiên văn, lịch số, binh pháp, y thuật, âm luật, không thứ gì là không mau chóng nắm được sâu sắc. Năm Giáp Tuất, năm 1274 vào tuổi 16, Trần Nhân Tông được sắc phong làm hoàng thái tử, đồng thời Trần Thánh Tông có ý định truyền ngôi cho sông. Trần Nhân Tông từ chối. Muốn nhường lại cho em mình là đức việp, nhưng không được vua cha chấp nhận. Cũng trong năm này, theo ý Thánh Tông, Trần Nhân Tông lấy con gái trưởng của Hưng Đạo Vương trước Trần Quốc Tuấn làm vợ. Về cả hai sự kiện này, Đại Việt sĩ Ký Toàn Thư cho biết, tháng 12 sắc phong hoàng trưởng tử khâm làm hoàng thái tử lấy con gái trưởng của hưng đạo vương làm phi cho thái tử thánh đăng ngữ lục còn cho biết về những cảm xúc của trần nhân tông trong khoảng thời gian hạnh phúc lứa đôi năm vừa mười sáu tuổi được lập hoàng thái tử điều ngự cố từ chối ba lần xin cho em thay mình nhưng đều không được đem trưởng nữ của nguyên từ mẫu cho làm vợ tức là thái hậu khâm từ duyên cầm sắc tuy hài hòa nhưng lòng vua thì rất nhạt nhẽo còn thiền tông bản hạnh tuy không đề cập đến việc lấy vợ nhưng cũng cho biết tuổi mới 16 niên phương vua cha định liệu cho thăng trị vì điều ngự hai phen tâu quỳ kiến nhường cho em trị vì thay anh thái tử lòng muốn tu hành nhìn xem phú quý tâm tình nhưng nhưng tuy ở điện bệ đông cung lòng hằng giữ nhớ tôn phong nhà thiền những tu liệu trên đây giải thích cho chúng ta hiểu tại sao trần nhân tông rời bỏ hoàn thành tìm lên yên tử thánh đăng ngữ lục viết một đêm vào giờ tí vua bèn vượt thành mà đi tìm vào núi yên tử đến chùa tháp núi đông cứu thì trời đã sáng mà mình lại rất mệt bèn vào nghỉ ở trong tháp vị sư chùa thấy diện mạo vua khác thường bèn đem thức ăn dân vua việc thái tử trốn khỏi hoàng thành tìm đường xuất gia tất nhiên hoàng gia đặc biệt là hoàng hậu phải tập trung tìm kiếm về sự kiện này thánh đăng ngữ lục viết hoàng hậu đem tâu hết cho thánh tông nghe vua ra lệnh cho quần thần tung ra bốn phương tìm kiếm thái tử bất đắc dĩ tự trở về và lên ngôi tuy ở nơi cũ trùng sang trọng mà vẫn tự mình giữ thanh tịnh sau khi trở lại hoàng thành dù đã được phong làm hoàng thái tử song khát vọng xuất gia tu phật của thái tử trần khâm vẫn tiếp tục được nuôi dưỡng thánh đăng ngữ lục cho biết thái tử trần khâm thường ở chùa tu phúc trong đại nội ban ngày thái tử ngủ nằm mơ thấy lỗ rốn mình mọc lên một hoa sen vàng lớn như bánh xe trên hoa có đức phật vàng bên cạnh có người chỉ điều ngự nói biết đức phật này không ấy là đức biến chiếu tôn bèn giật mình thức dậy đem giấc mơ kể lại cho vua Thánh Tông. Thánh Tông càng thêm lấy làm lạ. Sau giấc mơ này, Thái tử Trần Khâm đã thực hiện trường trai, đến nỗi thân thể trở nên gầy guộc buộc vua cha can thiệp, yêu cầu phải thay đổi. Từ đó thường chịu ăn chay, không dùng đồ mặn. Mặt rồng gầy guộc Thánh Tông thấy lạ mới hỏi. Điều ngữ nói hết lý do. Thánh Tông khóc bảo Cha nay già rồi, trong chờ một người ở con. Con mà như thế, thì thành nghiệp của Tổ Tông sẽ thế nào? Điều ngữ cũng khóc. Phản ánh sự kiện này, Thiền Tông bản hạnh viết. Thái tử từ ấy những nguyền ăn chay, Mặt mũi mình vóc đã gầy, Vua cha xem thấy ngày ngày, hỏi con. Thái tử quỳ lạy tâu vang, Thánh Tông nước mắt hòa trang rồng rồng ai hầu nối nghiệp tổ tông, tuổi cha già cả trong lòng khá thương. Thái tử nước mắt đượm nương, phụ tử tình thâm cảm thương thay là. Ngày 22 tháng 10 năm Mậu Dần năm 1278, ở tuổi 20, Trần Nhân Tông lên ngôi, lấy hiệu là Thiệu Bảo. Vừa lên ngôi, Trần Nhân Tông đã phải đối mặt với một tình thế cực kỳ nguy hiểm của đất nước đó là việc đế chế mông, nguyên ráo riết chuẩn bị trở lại xâm lăng Đại Việt. Sau khi đã hoàn thành việc thôn tính lãnh thổ Trung Quốc với sự kiện thừa tướng Lục Tú Phu, cổng vua Tống Triệu Bính nhảy xuống biển tự tử vào năm 1279 trước sự tiến công như vũ Bảo của đội quân mông nguyên. Tháng 10 Trần Nhân Tông lên ngôi, tháng sau tức tháng 11 nhuận năm mậu dần năm 1278, vua nguyên là hốt tất liệt sai sứ bộ do thượng thư bộ lễ sài thung dẫn đầu sang nước ta ngày mồng bốn tháng chạp năm mậu dần, mười bảy tháng giêng năm một hai trăm bảy mươi chín trần nhân tông nhận chiếu chiếu của hốt tất liệt có đoạn đã lâu năm rồi lễ nghi dần sơ bạc vì vậy cho nên năm chí nguyên thứ mười 12, hai năm một hai trăm bảy mươi lăm trẫm lại xuống một lời chiếu để trách khanh về những việc thân hành vào chầu và trợ binh mới đây bọn lê khắc phục qua dân tờ biểu đều là nói dối nói nước khanh nội phụ trước hết kỳ thực các nước tứ phương đầu hàng trước khanh đã đông rồi sau khanh chỉ có nhà tống mà thôi lại nói có kẻ thù là nước chiêm thành quấy rối nên không thể trợ binh Vả lại, khanh cùng nước Chiêm Thành là bạn láng giềng đã lâu, không phải mới từ ngày nay. Còn như nói vì đường xa không thể vào chầu, thế thì bọn Lê khắc phục làm sao mà tới được? Trước kia ông thân sinh khanh tuổi già suy nhược, đường xá xa xôi, sông pha không nổi thì còn có lý, chứ nay khanh đang tuổi cường tráng vào chầu mà chịu sắc mạng là chính tại lúc này huống chi nước khanh tiếp giáp với châu ung và châu khâm của nước ta có sợ gì mà không đi tới một lần được hoặc giả khanh không lo sự an toàn cố cử lời sắc mạnh của trẫm thì khanh nên lo sửa sang thành quách cho vững vàng chuẩn bị binh giáp cho đầy đủ để chờ quân ta cơ họa phúc đổi đời chính tại trong việc này phải lo mà định đoạt lấy theo an nam truyện của nguyên sử trong cuộc yến tiệc chiêu đãi sài thung trần nhân tông nói tiên quân vừa rời bỏ cuộc đời tôi vừa mới nối ngôi mà thiên sử đến đem chiếu thư mở lời dỗ dành khiến tôi vừa vui lẫn sợ trong lòng trộm nghe ấu chúa nhà tống nhỏ dại thiên tử còn thương xót mà phong cho tước công thì chắc chắn tiểu quốc đây cũng được gia ân thương xót trước đây đã được tha miễn sáu việc còn lễ tự thân vào chầu thì tôi sinh trưởng ở thăm cung không tập cưỡi ngựa không quen thủy thổ sợ chết dọc đường em tôi là thái úy trở xuống cũng đều như vậy khi thiên sứ trở về chầu vua xin dân biểu tâu rõ lòng thành cùng cho biếu của lạ chuyến đi sứ đại việt bất thành sài thun trở về đại đô bắc kinh ngày nay trần nhân tông sai phạm minh tự Trịnh Quốc Toản và Đỗ Quốc Kế đem biểu gửi cho Hốt Tất Liệt. Từ chối việc vào chầu với lý do mềm mỏng. Thấy chiếu thư dụ tôi phải chào vào chầu, tôi ngạc nhiên kinh sợ. Mà nhân dân cả nước nghe lời chiếu thư ấy đều nhao nhao lên, sợ nổi mất vua. Vì tôi sinh trưởng ở đất Việt thường, khi chất mềm yếu, không quen thủy thổ, không từng nắng mưa, nay nếu được vào chầu, tuy được xem quan cảnh của Thượng Quốc, được làm tân khách của nhà vua nhưng sợ trở ngại dọc đường, luống phơi xương trắng, chỉ làm cho bệ hạ thêm lòng thương xót mà không ích lợi gì cho thiên triều trong muôn một vậy. Tôi cúi đầu trong mong bệ hạ thương đứa cô thần yếu này, xét chỗ tiểu quốc xa xui, cho tôi được ngang hàng với hạng người quan quả cô độc, giữ yên tính mạng, để thờ bệ hạ trọn niềm chung thủy. Ấy là sự may mắn lớn của tôi mà toàn dân tiểu quốc cũng được hưởng đại phúc vậy. Tháng 3 năm 1279, Sài Thung đến Đại Đô trước và tâu với hốt tất liệt rằng Trần Nhân Tông không chịu sang chầu. Tháng 4 năm 1279, khu mật viện nhà nguyên đề nghị hốt tất liệt cho động binh. Hốt tất liệt nhận thấy thời cơ xâm lược chưa chín mùi các điều kiện cần thiết cho cuộc chiến tranh cần phải được chuẩn bị kỹ càng hơn nếu không chuẩn tấu đề nghị của khu mật viện và cho sứ đại việt vào chầu đến tháng mười một năm một nghìn hai trăm bảy mươi chín hốt tất liệt giữ trịnh quốc toản ở lại đại đô và sai sài thung cùng thượng thư bộ binh là lương tăng đi cùng đỗ quốc kế trở lại đại việt đưa điều kiện nếu quả không thể đến chầu được thì hãy dồn vàng thay cho thân mình dùng hai ngọc trai thay cho mắt mình cùng với hiền sĩ phương kỷ tử đệ hai người và hai loại thợ mỗi thứ hai người để thay cho thổ dân nếu không như thế thì hãy sửa sang thành trì của người để đợi sự phán xét trước những đòi hỏi ngang ngược của hốt tất liệt triều trần không chút run sợ vẫn cùng toàn dân khẩn trương chuẩn bị mọi mặt cho một cuộc kháng chiến mà biết chắc là không thể tránh khỏi. Đất nước đang đứng trước ngưỡng cửa của cuộc chiến tranh vệ quốc đầy trong gai thử thách. Tình hình này đòi hỏi Triều Trần, đứng đầu là Trần Nhân Tông, cần phải có một chính sách ngoại giao khôn khéo nhằm trì hoãn việc xuất quân của hốt tất liệt, tranh thủ thêm thời gian nhằm tăng cường tiềm lực quốc gia. Tháng Giêng năm 1281, Trần Nhân Tông sai chú họ là Trần Di Ái cùng Lê Tuân và Lê Mục đi sứ Nguyên. Chớp lấy thời cơ này, hốt tất liệt thực hiện giả tâm xâm lược đại việt bằng cách thiết lập chính quyền bù nhìn Lưu Vong do Trần Di Ái làm An Nam quốc vương. Lê Mục làm hàng lâm học sĩ và Lê Tuân làm thượng thư. Giải thích cho việc thiết lập chính quyền bù nhìn trong tờ chiếu năm 1281 gửi Trần Nhân Tông Hốt tất liệt viết Ta sai sứ thần qua trại triệu thì Trần Nhân Tông Mượn cớ không đến chầu Nay lại thác ốm không đi Thật cố ý trái mệnh lệnh của ta Chỉ cho thúc phụ là di ái vào bái yết Ta liền muốn đem quân qua đánh Nhưng vì Khanh đã chịu làm tôi và cống hiến từ lâu Nên không muốn giết oan tính mạng của nhân dân Để dạy bảo một người vô tri như Khanh Khanh đã xưng bệnh không chầu thì cho Khanh nghỉ mà thuốc thang điều dưỡng. Nên ta đã lập thúc phụ Khanh là di ái thay Khanh làm an nam quốc vương để cai trị dân Khanh. Hễ có ai cùng nhân dân làm loạn thì đại binh thẳng tiến vào giết hại tính mạng. Sau khi thiết lập chính quyền bù nhìn, Hốt Tất Liệt còn cho thành lập An Nam Tuyên Úy Ti, cử bột nhan thiết Mộc Nhi Biang Tamua làm An Nam tuyên úy sứ đô Nguyên Soái cùng Sài Thung và Hốt Kha Nhi làm phó. Tiếp theo, tháng Giêng năm 1282, Hốt Tất Liệt sai Sài Thung đem 1000 quân hộ tống tập đoàn Trần Di Ái trở lại Đại Việt để nắm lấy chính quyền, thực hiện mưu đồ xâm lăng nước ta vốn đã được chuẩn bị trước đó. Theo An Nam chí lược, khi Trần A Di Ái tới biên giới Vĩnh Bình giúp An Nam. Người An Nam không tiếp nhận. Di ái sợ nửa đêm trốn về. Đại Việt sử ký toàn thư ghi. Ái phải đầy làm binh khao giáp ở thiên trường và tuân làm tuẩn tổng, tổng binh. Như vậy, ý đồ thành lập chính quyền bù nhìn trần di ái của hốt tất liệt hoàn toàn thất bại. Việc đưa quân chinh phạt Đại Việt càng đến gần. Và trên thực tế, Triều Nguyên đã ráo riết chuẩn bị phương lược, nhân lực và khí tài để tiến đánh Đại Việt. Xong từ kinh nghiệm thất bại trong cuộc chiến xâm lược Đại Việt năm 1258, Hốt Tất Liệt cho rằng để đảm bảo cho cuộc chiến tranh sắp diễn ra giành được thắng lợi. Chăm Ba cần phải được thôn tính trước để tạo được gọng kìm từ phía Nam đối với Đại Việt. Tháng 12 năm 1279, hốt tất liệt cử toa đô cùng binh bộ thị lan giáo hóa đích tổng quản mạnh khánh nguyên và vạn hộ tôn thắng phu đến chăm ba dụ vua chăm ba sang chầu năm sau 1280 hốt tất liệt gửi tiếp hai phái đoàn nữa một vào tháng sáu và một vào tháng mười một nhằm dụ hàng vua chăm ba cũng như đại việt triều đình chăm ba đứng đầu là vua raja simha Vatman, Indravarman và Thái tử Harijit đã thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo. Vua Java Simhavarman nhiều lần sai sứ mang phương vật sang cống nhưng kiên quyết không chịu hầu hốt tất liệt. Thất bại trong âm mưu dụ hàng năm 1281 Hốt tất liệt quyết định dùng vũ lực để thôn tính chăm ba bằng cách thành lập cơ quan đầu não. Chim thành hành trung thư tỉnh do toa đô đứng đầu. Tất cả các hoạt động này của Triều Nguyên đều được Triều Trần theo dõi sát sao. Tháng 8 năm 1281, tin tức về những khởi động đầu tiên của guồng máy chiến tranh xâm lược Triều Nguyên đã được báo cáo về vua tôi Triều Trần. Hữu thừa tướng nước Nguyên là Toa Đô, đem 50 vạn quân tinh nhuệ nói phao là mượn đường đi đánh Chiêm Thành, nhưng thực tế ra là để xâm lấn nước ta. Cuối năm 1283, Hốt tất liệt sai triệu chữ sang đòi Trần Nhân Tông phải giúp binh lương cho việc đánh chăm ba. Trần Nhân Tông sai Nguyễn Đạo Học sang Đại Đô và Phạm Chí Thanh. Đỗ Bào Trực sang hành tỉnh, kinh hồ dân biểu từ chối. Về một việc thêm quân, thì Chim Thành thờ phụng tiểu quốc lâu ngày. Cha tôi chỉ lấy đức mà giữ họ. Đến thân kẻ côi này cũng kế thừa chí hướng của cha mình từ khi cha tôi thuận về với thiên triều 30 năm đến nay. Vũ khí can qua tỏ ra không cần dùng tới, quân lính bỏ về làm dân. Ấy một phần giúp vào việc cống hiến cho thiên triều, một phần tỏ tấm lòng không có mưu đồ gì khác. Còn về việc giúp lương, thì địa thế tiểu quốc giáp với biển, ngũ cốc sản xuất không nhiều. Từ khi đại quân đi rồi, ý chỉ cuộc chiến tranh xâm lược của Mông Cổ năm 1258, trăm họ vẫn còn trôi dạt. Thêm vào đó, bị lục hạn, sáng no, chiều đói, ăn uống vẫn không đủ. Kiên quyết bằng mọi giá phải giữ cho được biên giới phía Nam ổn định, hòa bình, không để cho đối phương lợi dụng gây chia rẽ tình hữu nghị Việt, chăm ba, trong công cuộc chiến đấu chống thù chung. Tháng Giêng năm 1280, Vua Chăm Ba sai chế năng, chế dịp sang sứ. Hai người này xin ở lại làm bề tôi, nhưng Trần Nhân Tông khéo léo từ chối và thuyết phục họ trở về Chăm Tiếp theo tháng 2 năm 1282, Chăm Ba cử phái bộ hơn 100 người do bố bà Ma dẫn đầu đến Đại Việt, dân vôi trắng. Chắc chắc, việc Chăm Ba yêu cầu Đại Việt chi viện cho kháng chiến chống Mông nguyên được đặt ra từ đây. Kết quả là vào cuối năm 1282, hai vạn quân và 500 chiến thuyền của Đại Việt được gửi đến Chăm Ba. Song song với các hoạt động ngoại giao để đưa cuộc chiến tranh vệ quốc đi đến thắng lợi, Trần Nhân Tông khẩn trương tiến hành một loạt các biện pháp nhằm nâng cao tiềm lực quốc gia. Về chính trị, vừa lên ngôi năm trước, năm sau, Trần Nhân Tông thực hiện chính sách an dân và ổn định xã hội bằng việc đại xá cho thiên hạ nhân dịp Tết nguyên đáng kỷ mão năm 1279. Tiếp đến, Trần Nhân Tông cho giải quyết những bất công tồn tại trong nhân dân, nhờ vậy mà nhiều nỗi oan khuất trong nhân dân được giải quyết. Sở cũ còn ghi, 20 tháng sau khi Trần Nhân Tông lên ngôi, dân đã đón xe vua để khiếu nại về một vụ án. Cụ thể sự việc như sau, em chi hậu cục thủ đổ khắc chung là thiên thử kiện nhau với người ta Nói về tình và lý thì thiên thử đều đuối cả. Nhưng viên quan sự kiện có ý bên vực, cố làm thiên lệch đi. Gặp lúc nhà vua ra chơi ngoài thành, người kia đón xe vua tâu bày. Nhà vua nói, đó là họ sợ nể khắc chung, đấy thôi. Liền sai nội như hỏa chính, là Trần Hùng Thao, kim giữ chức quan kiểm pháp. Để xét hỏi lại việc này, quả nhiên thiên thử trái lý. Cũng trong thời gian này, Trịnh giác mật ở đạo Đà Giang làm phản. Vua sai, chiêu văn vương Trần Nhật Duật đi dẹp loạn. Với lòng dũng cảm và biện pháp khéo léo, Trần Nhật Duật đã dụ hàng trịnh giác mật. Đem mật cùng vợ con ra mắt vua, mà không mất một mũi tên. Về kinh tế trên lĩnh vực nông nghiệp, nhờ chăm lo và khuyến khích nông dân sản xuất, một năm sau khi Trần Nhân Tông lên ngôi, vào tháng 10 được mùa to, lúa rượu, ở hương trà Kiều thuộc khoái lộc một giò hai bông. Để tạo điều kiện cho sự phát triển của một nền thương mại quốc dân, tháng giêng năm 1280, Trần Nhân Tông đã ban thước đo gỗ, đo lụa cùng một kiểu, nhằm thống nhất chế độ đo lường trong cả nước để tiện cho việc buôn bán. Tháng 2 cùng năm, vua cho xét duyệt sổ đinh và các sắc dịch trong nước để nắm dân số tạo thuận lợi cho công ăn việc làm của nhân dân đồng thời không gây trở ngại đến thời gian làm nghề tác động không tốt đến sản xuất và đời sống xã hội về quân sự cùng với việc củng cố tiềm lực kinh tế ổn định chính trị đứng trước âm mưu xâm lược ngày càng lộ rõ của triều nguyên trần nhân tông càng khẩn trương xúc tiến hàng loạt biện pháp nhằm đưa toàn quốc vào tư thế sẵn sàng chiến đấu tháng 11 năm 1282, Trần Nhân Tông đã mở hội nghị quân sự Bình Thang gồm Vương Hậu Bách Quang với mục đích bàn kế đánh phòng và chia quân giữ nơi hiểm yếu. Vấn đề đặt ra là tại sao một hội nghị có tầm vóc đặc biệt quan trọng như vậy lại không được tổ chức ở Kinh Thành Thăng Long mà lại ở Bình Thang? Có thể giải thích với hai lý do sau. Một là ở Kinh Thành Thăng Long, sứ giặc đi lại ngoài đường, Việc tổ chức một hội nghị có tầm vóc quan trọng về mặt quân sự. Với sự tham dự của đông đảo quý tộc quan lại, theo Trần Nhân Tông là không nên để tránh sự nhòm ngó của sứ nguyên. Mặt khác, vào những năm 1282 và 1283, tuy quan hệ Việt Nguyên đã trở nên căng thẳng, song Triều Trần vẫn đang tìm mọi cách kéo dài thời gian hòa bình nhằm có thêm điều kiện chuẩn bị lực lượng. Do vậy, việc giữ bí mật cuộc hội nghị là rất cần thiết hai là xuất phát từ tầm vóc quan trọng của cuộc hội nghị như đã nói ở trên trần nhân tông đã chọn bình thang làm nơi tổ chức bình thang là điểm sung yếu nằm cách thăng long khá xa từ bình thang có thể theo đường sông tỏa ra các lộ phía bắc và phía đông kinh thành thăng long bình thang còn nằm trên đường bộ từ phía bắc xuống theo thung lũng sông thương và từ biển vào nội địa theo sông Bạch Đằng. Từ thời Lý, danh tướng Lý Thường Kiệt đã chọn Bình Thang làm địa điểm tập trung một phần lực lượng quan trọng để bảo vệ kinh thành Thăng Long trong cuộc kháng chiến chống tống xâm lược lần thứ hai. Năm 1075 đến năm 1077. Vì thế, tổ chức hội nghị ở Bình Thang có ý nghĩa để cho vương hầu, tướng lĩnh có thể quan sát thực địa mà bằng cách phòng thủ và tác chiến Mỗi khi chiến tranh diễn ra Tại hội nghị Bình Thang Trần Nhân Tông đã phục chức Cho nhân huệ vương Trần Khánh Dư Về sự kiện này Đại Việt sử ký toàn thư chép Thuyền vua đổ ở bến Bình Thang Nước triều rút, gió thổi mạnh Có chiếc thuyền lớn chở thang củi Người lái thuyền đội nón lá Mặc áo ngắn Vua chỉ và bảo quan thị thần Người kia chẳng phải là nhân huệ vương đó sao lập tức sai người chèo thuyền nhỏ đuổi theo đến cửa đại thang thì kịp quân hiệu gọi ông lái ơi có lệnh vua triệu khánh dư trả lời lão là người buôn bán có việc gì mà phải triệu quân hiệu trở về tâu thực như thế vua bảo đúng là nhân huệ đấy ta biết người thường tất không dám nói thế vua lại sai nội thị đi gọi khánh dư mặc áo ngắn đội nón lá đến gặp vua. Vua nói, Nam Nhi mà đến nỗi này thì thật là cùng cực rồi. Bèn xuống chiếu tha tội cho ông. Khánh Dư lên thuyền lạy tạ. Vua ban cho áo ngự, cho ngồi các hàng dưới các vương, trên các công hầu, cùng bàn việc nước, nhiều điều hợp ý vua. Còn Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản vì tuổi nhỏ không được dự hội nghị. Cậu vô cùng bức xúc, đã bóp nát quả cam trong tay lúc nào không hay biết trở về trần quốc toản huy động hơn nghìn gia nô và thân thuộc sắm sửa vũ khí đóng chiến thuyền ngày đêm luyện tập quân sự mong chờ đến ngày giết giặc lập công trên lá cờ của người chỉ huy trẻ tuổi này có đề sáu chữ phá cường địch báo hoàng ân phá giặc mạnh báo ưng vua sau hội nghị bình thang công cuộc phòng thủ đất nước được gấp rút thực hiện nhờ vậy mà bộ máy chỉ đạo kháng chiến càng được hoàn thiện hưng đạo vương trần quốc tuấn được phong quốc công tiết chế thống lĩnh tất cả các lực lượng quân sự trong nước trần khánh dư được bổ nhiệm giữ chức phó đô tướng quân chiêu minh vương trần quang khải được trao chức thượng tướng thái sư đồng thời trần nhân tông cũng sai lựa chọn những người có tài năng quân sự trong các quân hiệu để chỉ huy các đội ngũ quân đội triều đình được điều đi trấn giữ những nơi hiểm yếu các vương hầu được lệnh chiêu binh tích trữ lương thực trong khi quân dân cả nước dưới sự lãnh đạo tối cao của trần nhân tông đang khẩn trương chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống mông nguyên, hương đạo vương trần quốc tuấn ra hịch tiến sĩ nêu cao chính nghĩa dân tộc trong cuộc đối đầu tất yếu đối với đội quân mông nguyên. toàn văn bài hịch là lời kêu gọi thiết tha tràn đầy tinh thần yêu nước có tác dụng to lớn trong việc động viên quân sĩ xông pha trận mạc khắp nơi bừng lên khí thế thi đua tổng quân luyện tập sẵn sàng chiến đấu vì lòng trung phẫn. Binh sĩ đã tự động thích vào cánh tay hai chữ sát thác, giết giặc thác đát, chỉ quân Mông Cổ để nói lên quyết tâm giết giặc của mình. Tháng 10 năm 1283, Trần Nhân Tông đích thân chỉ huy các vương hầu điều quân thủy bộ tập trận. Tháng 8 năm 1284, quốc công tiết chế Hương Đạo Vương lại điều động tất cả các vương hầu đưa quân đến Đông Bộ bến sông hồng mé trên cầu long biên ngày nay tổ chức cuộc đại tổng duyệt binh ngay tại kinh thành thăng long sau cuộc duyệt binh trần nhân tông chia quân đi đóng ở bình thang và các nơi sung yếu đích thân hưng đạo vương đem đại bộ phận quân chủ lực thủy bộ lên trấn giữ vùng lạng sơn đặt đại bản doanh ở ải nội bàn quân của điện tiền phạm ngũ lão và các tướng khác đóng ở các cửa ải quan trọng suốt từ biên giới đến chi lan quản quân nguyễn lộc đóng ở Châu Thất Nguyên, nay là huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, để ngăn giặc tiến quân theo đường Vân Nam xuống Tây Bắc nước ta. Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật được lệnh trấn giữ tuyên quang và Hoài Thượng Hầu Trần Văn Lọng giữ vùng Tam Đái. Trong công tác chuẩn bị kháng chiến lần này, Hội nghị Diên Hồng là một sự kiện chánh trị nổi bật nhất. Hội nghị được triệu tập vào tháng giêng năm 1285, gồm các bô lão có uy tín khắp cả nước quy tụ về Thăng Long. Theo lời mời của Thượng Hoàng Trần Thánh Tông, nhằm để vấn đề kế đánh giặc trong bữa tiệc chiêu đãi ở Điện Diên Hồng, khi được hỏi nên đánh hay nên hòa, các vị bô lão đã đồng thanh hô lớn đánh. Về sự kiện này, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi, mua người cùng nói như một miệng sinh ra. Theo Ngô Sĩ Liên, vì Thánh Tông muốn làm thế để xét lòng thành ủng hộ của dân chúng, để dân chúng nghe theo lời dụ hỏi mà cảm kích hăng hái lên thôi hội nghị diên hồng là một hội nghị đại biểu rộng rãi của toàn dân tộc độc nhất trong lịch sử phong kiến việt nam là một cuộc vận động tư tưởng lớn nhằm phổ biến rộng rãi chủ trương quyết tâm kháng chiến của trần nhân tông và triều đình đến với quân dân cả nước các bô lão đại diện cho nhân dân các lộ trong cả nước đã mang đến hội nghị câu trả lời quyết chiến của toàn dân Đồng thời từ Thăng Long, họ mang về không chỉ khí thế quyết tâm chống giặc, cứu nước của hội nghị mà còn cả khát vọng, dĩ nhân tâm, vi kỷ tâm của các vị vua Trần. Đây chính là cơ sở thực tiễn để Trần Nhân Tông ra lệnh. Tất các huận huyện trong nước nếu có giặc ngoài đến, phải liều chết mà đánh nếu sức không địch nổi thì cho phép lẫn tránh vào rừng núi, không được đầu hàng. Rõ ràng, trước lúc đi vào cuộc chiến tranh vệ quốc năm 1285. Dưới sự lãnh đạo của Trần Nhân Tông ở tuổi đời chưa tròn 30, nhân dân Đại Việt đã chuẩn bị hết sức chu đáo, kỹ lưỡng trên tất cả lĩnh vực. Điểm nổi bật nhất là lòng dân đã được quy về một mối, để cả nước đánh giặc, nước nhà chung sức, toàn dân là lính, trăm họ là binh. Điều này giải thích tại sao một đội quân mông nguyên bách chiến bách thắng nhưng đã vùi thay một cách nhục nhã trước càng bọ ngựa Đại Việt.